Hello, chào các bạn. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là một cái hiệu ứng Dolly Zoom. Quá là đẹp các bạn ơi. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là của con Flycam DJI E2S mới ra hôm 15 tháng 4 vừa qua. Đó, và cái cảnh quay các bạn đang xem là tôi đang quay ở quận 7, bến du thuyền quận 7. Và điều đặc biệt rằng là các bạn nhìn thấy tay của tôi không hề có điều khiển gì cả. Đó, đây là một shot quay hoàn toàn tự động. Đó, một cái combo của QuickShot, tức là nó bao gồm tất cả QuickShot, nó dồn lại và nó quay cho mình clip mang cái tên là MasterShot. MasterShot các bạn ạ, nó hoàn toàn tự động. Đó, và mình rảnh tay để mình làm việc khác. Đó, mình diễn. Nó hoàn toàn bay theo một cái lộ trình đã định trước. Và thời gian của cái clip này nó kéo dài khoảng 2 phút. Đấy, nó được lập trình sẵn là sẽ bay theo cái lộ trình như vậy. Cho nên rằng là nó rất phù hợp cho các bạn thích chơi mì ăn liền. Không cần biết bay, chỉ cần biết bấm nút đó, và thử thức clip quay của mình thôi. Một clip 2 phút với nhiều combo, xoay rồi bắn ra xa rồi lên xuống rồi xoáy ốc rồi boomerang rồi xoay, nói chung đủ kiểu, nó múa trên đầu mình trong vòng 2 phút. Và trong lúc đó mình không phải điều khiển, và kết quả là mình được clip thật là hoành tráng như thế này đây. Quá đẹp, thật sự là Flycam ngày càng phát triển và nó phù hợp với lại nhiều đối tượng. Các bạn không cần học bay vẫn có những clip tuyệt vời. Vâng, còn đây là một cái cảnh cũng là MasterShot quay tự động luôn, nhưng mà một cái cảnh hoành tráng hơn. Một cái đối tượng cần quay ở đây không phải là một con người, mà là nguyên một tòa nhà, đó, nguyên một cái bến du thuyền. Đó, cho nên rằng là cái đối tượng cần quay nó to hơn. Và mình sẽ thấy được cái cảm giác rằng là máy bay sẽ bay chậm hơn, mượt mà hơn. Đấy, nó bay vòng quanh cái điểm du lịch mà mình muốn khám phá. Rất tiếc là trong cái shot quay này lại không có nắng, cho nên rằng là nhìn không chưa được lung linh lắm. Tôi vừa quay xong thì nắng nó lên, rất là tiếc. Vâng, một shot quay dài 2 phút gồm nhiều combo và hoàn toàn tự động. Đương nhiên để thực hiện cảnh quay này thì các bạn phải chú ý rằng là các bạn phải thuộc lộ trình bay và phải nắm chắc rằng là xung quanh không vướng vào bất cứ một vật cản gì. Mặc dù là con 2S này có cảm biến, 4 cảm biến trước, 2 cảm biến sau, cảm biến bụng và cảm biến lưng. Tuy nhiên rằng là các bạn nên cẩn thận khi thực hiện những cái cú quay QuickShot vì có thể nó sẽ vướng vào cành cây. Cho nên là mình phải nháp thử một lần và sau đó mình cũng có thể bỏ remote ra và thưởng thức cái cảnh quay này. Vâng, rất tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, đây là một cái shot mà tôi quay sáng sớm đi sân thượng, thì lúc này là 7 giờ sáng cho nên nắng xiên rất là đẹp. Các bạn thấy không, có nắng lên rất là đẹp luôn. Rất tiếc rằng là những cái quick shot này thường DJI nó chỉ dành cho cái đối tượng mì ăn liền, tức là nó chỉ cho quay Full HD thôi, quay Full HD 1920x1080 chứ không có quay được 2K7 và 4K, chỉ có đúng Full HD để cho cái file nó nhẹ, nó gọn. Cho nên rằng là rất phù hợp cho các bạn là edit trên điện thoại. Edit trên điện thoại nó rất nhẹ nhàng, chỉ là Full HD. Và xử lý mì ăn liền để off Facebook, YouTube, chơi liền trong cái chuyến du lịch của mình, chỉ là Full HD các bạn. Và màu cũng là màu ô tô luôn, không có quay trên độ D-Log, chế độ màu flat được, và không quay 4K, 5K4 được. Tuy nhiên đó, ở cái hoàn cảnh mà những cái cú quay này, những cái quick shot và cái master shot này là hãng đã lập trình để dành cho những người mới tập chơi. Cho nên tôi nghĩ với chất lượng này các bạn xem thì hoàn toàn hài lòng.
vừa đủ để chơi thôi, không có bị nặng máy. Quá đẹp. Và sau khi cái shot này dài 2 phút thì ở trên cái phần mềm của DJI nó có sẵn một cái phần mềm để cho các bạn tự động edit luôn. Nó sẽ tự động edit cái clip 2 phút để thành ra những clip 30 giây hoặc 15 giây rất ngắn và lồng nhạc luôn, lúc màu các kiểu để cho các bạn chơi. Nhiều khi 2 phút nó hơi dài cho nên nó tự động edit lại thành những clip ngắn hơn nếu các bạn thao tác thêm một vài lệnh nữa. Vâng, đây cũng là một cái cảnh quay master shot. Tôi quay cầu gần ruộng ở trên đại lộ Quang Linh. Có một cái cảnh rất là rộng lớn. Và nắng lúc này đang rất là mạnh. Lúc này khoảng 9 giờ sáng. Cái này thì tôi có lúc màu lại rồi. Tôi có chỉnh màu lại theo cái tông màu lạ mà mình thích. Cho nên các bạn nhìn thấy cái màu của nó rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Ở đây thì quang cảnh nó tương đối là trống trải. Ngoài cái đối tượng chính là cái cầu ra thì mình không phải bận tâm vướng cái gì cả. Thì kinh nghiệm của tôi khi các bạn chơi cái master shot này á, là mình đến một điểm du lịch đó, và mình lấy tay cầm ra, mình set up, mình bay thử một lần. Trong lúc nó bay á, thì các bạn đưa tay, các bạn bấm giữ cái nút trên tay cầm để nếu như nó có vướng chứng ngại vật gì, mắt thì mình nhìn theo con Leica để bấm lại dừng lại tức thời, không có xảy ra va quẹt. Sau khi mình đi thử một lần, mình thuộc cái đường đi của nó rồi, nó bay về hướng đó ở độ cao như vậy và nó xoay ngang, xoay ngửa như vậy mình thuộc rồi. Thì tới khi mà quay thật, đó, các bạn mới mời mọi người tới 5 người, 10 người một nhóm thì đó 20 người tập kết lại ở một cái điểm đỉnh thật là đẹp. Đó, sau đó là mọi người chỉ cần diễn thôi. Đó, và bản thân bạn cũng có thể bỏ tay cầm xuống đất đó, hoặc là giấu ra sau lưng, tự động quay một cảnh nó tự nhiên, và mình là nhân vật chính cũng có mặt trong clip và mắt mình vẫn hướng về camera, một cái cảnh rất tự nhiên mà không phải bận tâm loay hoay vì sợ va quẹt. Ok, đó, quay phim có nắng rất là đẹp các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo các bạn sẽ thấy có một cái rất là thú vị. Đó chính là Master Shot. Rồi bấm Start. Nó sẽ đếm lùi 3 giây và nó sẽ thực hiện cảnh quay. Ok, các bạn thấy rằng thế nào? Đây là một cảnh zoom in, zoom out. Đó, nó mô phỏng hiện tượng là Dolly Zoom. Rất là hay. Đó, lúc này mình có thể bỏ tay cầm xuống và thưởng thức cảnh quay cùng diễn với lại máy bay. Máy bay sẽ thực hiện những cái cảnh gọi là combo. Tất cả những cái cảnh quay hoàn toàn tự động. Quay gần, quay xa, dolly zoom, rồi boomerang, rồi cycle, quay vòng quanh, vân vân, rất là nhiều. Nó là combo như mình hết. Có một cảnh lùi ra xa. Một cảnh lùi ra xa để mà thấy được cái toàn cảnh nơi mà mình đang du lịch. Các bạn tưởng tượng như đây là một cái resort hay là một cái đồi cát ở Phan Thiết. Đó, lìa máy. Tất cả những cảnh này là nó bay tự động theo lập trình do hãng lập trình từ trước. Đây, một cái cảnh đang kéo tới. Yeah. Ok, tuyệt vời. Chưa hết đâu các bạn, nó bắn lên trời, rocket. Wow. Rồi, xoay một vòng. Rất là ngoạn mục, rất là mượt. Vâng, đây là cảnh chuẩn bị cho một cái cảnh kết thúc. Wow, xuống à? Thấp quá. À. Đẹp quá các bạn ơi. Yeah. Vâng. Đã kết thúc cảnh quay ở đây. Tuyệt vời.